Tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn và sự hanh thông và phát tài phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói mỗi con giáp sinh ra thì đều mang trong mình một số mệnh khác nhau và có những mệnh chủ mang số phú quý, làm gì cũng được đại cát đại lợi. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì họ mới có cơ may giàu có lên được. Trong tháng 6 âm lịch này, tháng 6 âm lịch của năm 2022, chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đang rất tò mò về vận mệnh của mình trong tháng 6 âm lịch này sẽ có những cái chuyển biến ra sao, đúng không ạ? Các nhà tử vi học đã dự đoán rằng con giáp này có vận may trúng số khi bước vào tháng 6 âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu có nhất vùng. Do được thần tài chiếu cố ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên con giáp này sẽ được gặt hái ở rất nhiều những thành công lớn lao trong tháng 6 âm lịch. Vậy thì cụ thể, con giáp sinh năm 1988 này, họ sẽ có những cái thành công vang dội như thế nào trong tháng 6 âm lịch này? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem nội dung chi tiết để có thể nắm rõ vận trình của mình, cũng như là có những bước đề phòng chuẩn bị, chúng ta sẽ có được những cái giải pháp trước những vận xui quý vị nhé. Nào, xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, tính cách của những người tuổi Mậu Thìn, mệnh Đại Lâm Mộc có phần hướng nội, trầm tĩnh và ít nói. Họ khá bị động trong chuyện đối nhân xử thế và không quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết, các mối quan hệ xã hội khá lạnh nhạt. Người tuổi Mậu Thìn sẽ không thích hợp với những công việc quá đơn giản và nhẹ nhàng. Họ cần có mục tiêu để luôn phấn đấu theo đuổi. Có khó khăn thì nghĩ cách khắc phục, có kẻ địch thì nghĩ kế để lùi. Có như vậy, họ mới cảm thấy cuộc sống có muôn màu, muôn vẻ và cảm nhận được niềm vui. Đây quả thực là mẫu người chinh phục. Mọi phương diện cuộc sống của những người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 nhìn chung là ổn định trong tháng này. Bản mệnh nên xây dựng các kế hoạch học tập và công việc hợp lý và có như vậy mới có phương hướng để phát triển, nhanh chóng gặt hái thành công. Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần chủ động hơn nữa và dù là nam hay là nữ thì một khi có thiện cảm với ai, chúng ta nên giữ quan hệ, chớ nên ngồi yên một chỗ chờ đợi duyên phận đến với mình. Người đã lập gia đình đào hoa vượng, bạn cần chú ý giữ khoảng cách với người khác, tránh để bản thân vướng vào chuyện thị phi, gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Đinh Âm Hỏa nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Mậu Thìn trong tháng này, cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp có nhiều bước đột phá đáng kể trong tháng 6 âm lịch và thậm chí là có thời điểm chính bạn cũng phải bất ngờ với những gì mà mình đã làm được. Đặc biệt là quý nhân khá vượng giúp bạn có thể làm đôi tháng đó, dù khó khăn cũng có người nâng đỡ chỉ đường dẫn lối để tìm ra lối đi. Ngoài ra bạn cũng nên dành thời gian nghiên cứu phát triển kỹ năng chuyên môn, nâng cao nhiệm vụ của mình và nhớ là luôn giữ thái độ học hỏi, lắng nghe thì mọi việc sẽ diễn ra hanh thông. Việc học hành thi cử trong năm cũng suôn sẻ, đạt thành tích, có người còn có nhiều cơ hội để thay đổi công việc, tìm cho mình việc làm mới phù hợp. Nhìn chung thời điểm này thích hợp để mưu sự, cầu danh và vận trình hanh thuận, không có gì đáng lo ngại. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ Mậu Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi cho thấy gia chủ có cơ hội tốt về tài lộc trong tháng. Lợi nhuận kinh doanh tăng lên, dễ được quý nhân giúp đỡ. Đầu tư bất động sản có cơ may thu được lợi nhuận hơn người hoặc là hợp tác làm ăn cũng suôn sẻ và dễ kiếm lời. Tuy nhiên thời điểm có hung tinh chiếu mệnh, làm gì gia chủ cũng phải cẩn thận, điềm tĩnh và khiêm tốn, vẫn có dấu hiệu hao tài. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất và thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh, mua sắm. Bạn có thể phung phí tiền bạc cho những thú vui hoang đàng và tự cho rằng bản thân đang biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng thực chất lại chẳng hề quý trọng đồng tiền mà mình đã làm ra.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe của những người tuổi Mậu Thìn trong tháng nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo ngại. Bạn duy trì lối sống, sinh hoạt lành mạnh và khoa học nên thể chất được cải thiện rất rõ. Hãy tiếp tục duy trì thói quen rèn luyện thân thể này để tăng cường sức đề kháng. Một số nữ mạng Mậu Thìn có ý định sinh con trong năm thì nên có kế hoạch và lộ trình tập luyện cũng như là chăm sóc sức khỏe hợp lý để sớm có tin vui hoặc là luôn khỏe mạnh suốt thai kỳ, sớm mẹ tròn con vuông. Các quý vị gia chủ Mậu Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mậu Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này nhân duyên của tuổi Mậu Thìn vượng sắc hơn nhưng chủ về tốt cho các mối quan hệ xã hội hơn là tình cảm cá nhân. Con giáp này có cơ hội mở rộng mối quan hệ và quen biết nhiều người bạn mới vừa thân thiết trong cuộc sống lại vừa rất hữu ích cho sự phát triển sự nghiệp tài chính. Tuy nhiên về tình cảm lứa đôi lại không có sự đột phá rõ ràng, có lẽ con giáp này cần phải chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình thì mới mong thay đổi tình hình hiện tại. Đào hoa vượng cũng không tốt lắm cho những người đã có gia đình. Tình cảm vợ chồng tuy có những giai đoạn thăng trầm nhất định, nhưng tự chung thì mọi sự vẫn có thể nằm trong tầm kiểm soát nếu bạn bao dung và nhường nhịn đối phương nhiều hơn. Và ngoài ra thì con giáp này cũng cần nên giữ mình, đừng để cảm xúc chi phối kẻo xa chân vào lưới tình, tình tay ba phức tạp khiến hạnh phúc đổ vỡ. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi của năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Tháng 10, lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất và tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Mậu Thìn trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 6 năm 2022, tức ngày 8 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là giáp tuất, có nạp âm là đại hải thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 6 năm 2022, tức ngày 20 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là giáp tuất, có nạp âm là sơn đầu hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thìn. Và trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với những người tuổi Mậu Thìn trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 6 năm 2022, tức ngày 7 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 6 năm 2022, tức ngày 19 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Dậu, có nạp âm Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi cũng vừa mới thông tin tới quý vị về vận trình tử vi chi tiết của những người tuổi Thìn sinh năm 1988. Chắc chắn trong tháng 6 âm lịch này họ sẽ được những cái vận may mà trời Phật ban xuống, ông thần tài độ mạng, đúng không ạ? Còn bây giờ thì rất cảm ơn tất cả quý vị chúng ta đã cùng nhau đón xem xong cái phần tử vi này. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung sau về những phần tử vi chi tiết cho các con giáp sau. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại.